Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Ma-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là để kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay mừng lễ Thánh Ma-thêu, tông đồ là tác giả sách Tin Mừng, và cũng là ngày Trung Thu. Cầu nguyện cho tất cả các con thiếu nhi nhé. Niềm vui của chúng ta là đi rước đèn, nhưng niềm vui của chúng ta có thể là ở bên cha mẹ, và có thể hơn nữa, niềm vui của chúng ta là đọc kinh Mân Côi. Nếu mà chúng ta có được cái niềm vui đó, cha vẫn cứ cầu nguyện, các con thiếu nhi thân mến, cha vẫn cứ cầu nguyện rằng: lạy Chúa, xin cho con muốn những cái điều Chúa muốn. Đừng để cho buông theo dục vọng. Và Chúa Giêsu của chúng ta thì Ngài giảng dạy dân chúng, Ngài cũng dùng những cái dụ ngôn, những câu chuyện, những hình ảnh rất là dễ hiểu. Ví dụ như ngày hôm qua, đèn thì phải để trên đế, phải không? Tất cả những gì anh em nghe thầy nói đây thì anh em phải làm sáng ra. Thầy dạy anh em phải tha thứ thì anh em phải tha thứ, để cho người ta thấy những việc tốt anh em làm và tôn vinh cha của anh em. Đèn phải để trên đế, việc tốt thì phải nhân rộng lên. Và ngày hôm nay thì Chúa Giêsu dùng hình ảnh thế nào? Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Ai cũng hiểu hết. Thế nhưng bên cạnh những cái hình ảnh dễ hiểu thì cũng có những cái câu nói gây sốc. Chúa Giêsu nói câu này, không biết là các bà đạo đức thì nghe thế nào. Vì tôi không đến để kêu gọi người đạo đức. Các bà nghe, các bà thấy làm sao? Các bà, những người đạo đức nghe câu này, người ta sẽ thấy: trời đất ơi, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi kẻ có tội. Tôi đến tôi cứu người có tội thôi. Còn cái giáo xứ mà thành phần đạo đức thì kể như là tôi không cứu, tức là xuống hạ ngục đó. Đấy, bên cạnh những hình ảnh dễ hiểu thì cũng có những câu gây sốc cho tất cả chúng ta. Thế nhưng mà nếu chúng ta suy gẫm kỹ lại thì lời Chúa làm cho chúng ta biết rõ con người mình. Cũng có một vài người nói: cha ơi, nghe cha giải thích lời Chúa thì con mới thấy được cái con người của mình. Lời Chúa là ngọn đèn mà soi cho mình thấy cái con người của mình. Và lời Chúa cũng cho chúng ta được thấy Chúa ngay từ ở trần gian này. Thế thì với lễ Thánh Ma-thêu, tông đồ từ một người thu thuế, một người tội lỗi hôm nay này, ông Ma-thêu ông viết lại cái đoạn tin mừng này, ông cũng khiêm tốn lắm chứ. Nói đến người Do Thái mà nói đến cái quân thu thuế là đối với họ là giống như là đi điếm vậy đó, hay là xì ke ma túy, này là cái chuyện mà xấu xa vậy đó. Thế mà ông mới dám nói rằng là Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế của ông Ma-thêu, tức là ông nói tên ông luôn, tự nhận mình là người thu thuế và người tội lỗi, thì đây nó là một cái sự khiêm hạ, một cái chân nhận tội lỗi của mình rất là tuyệt vời. Ông Ma-thêu dám nói ra cái tội của mình. Thế thì mừng lễ Thánh Ma-thêu có ba cái ý con xin được chia sẻ. Ý thứ nhất, ông Ma-thêu là một người thu thuế, là quân tội lỗi, là quân tội lỗi đấy. Thế mà lại trở thành thánh nhân, lại trở thành người viết sách tin mừng, và là nền móng đức tin cho tất cả chúng ta. Thì đây cũng phải là một cái điều để mà đánh, gọi là đánh gãy gục tất cả những cái suy nghĩ gọi là đạo đức theo cái kiểu của con người, phải không? Thiên Chúa có thể dùng một cái kẻ tội lỗi để trở thành thánh nhân. Vì thế đừng có bao giờ chúng ta khinh chê ai cả. Đừng có bao giờ khinh chê kẻ tội lỗi. Chúa Giêsu cũng có lần Ngài nói câu sốc này đấy: những người thu thuế và cái điếm vào nước thiên đàng trước các ông. Thế thì với một người thu thuế, một quân tội lỗi mà lại trở nên thánh, thì đây cũng là một cái điều để cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta đều có thể nên thánh được hết.
Có một câu danh ngôn của các giáo phụ đó là thánh nhân nào thì cũng có quá khứ. Đấy. Tức là thánh nhân nào thì cũng đã trải qua những năm tháng tội lụy, nó gọi là ngụa. Chiến đấu với tội lụy thì mới nên thánh được. Thánh nhân nào thì cũng có những cái quá khứ tội lỗi. Thánh Augustine của chúng ta cũng vậy. Và tội nhân nào thì cũng có tương lai. Vì thế thỉnh thoảng thì cũng có những người nói với cha ơi, con nhiều tội lắm mà con không dám xin Chúa tha thứ. Nói cái câu hơi kiêu ngạo. Chúng ta tội lỗi nào mà Chúa chẳng tha được cả. Đấy. Thế mà con tội lỗi kiểu lắm chắc Chúa không tha đâu. Mình nói như vậy là không phải. Tội nhân nào cũng có tương lai hết. Tội nào rồi Chúa cũng tha. Tội như mắt thêu rồi cũng nên thánh. Thì đây cũng là một niềm hy vọng rất là lớn cho tất cả chúng ta. Nếu như mắt thêu quân tội lỗi mà trở thành thánh nhân thì ai cũng có một tương lai nên thánh. Không có ai mà gọi là tuyệt vọng trong tội lỗi của mình ha. Rồi ý thứ hai, Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế. Chúng ta biết cái trạm thuế là cái trạm thu tiền đấy mà, là cái nơi mà nó có nhiều tiền lắm, giàu có. Đấy. Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế mà Chúa gọi ông mắt thêu, ông đứng dậy đi theo Chúa. Cái động lực nào, cái lý do gì mà để cho ông mắt thêu có thể đứng dậy đi theo Đức Giêsu mà bỏ lại cái trạm thu thuế? Rồi, đây là câu hỏi dễ hỏi thầy Huy. Thưa cha, động lực mà ông Matthew có thể bỏ tất cả đó là chính Chúa. À, động lực là chính Chúa. À, dĩ nhiên thì đây là một câu trả lời nó cũng rất là đúng. Nhưng mà nó cũng có vẻ thần học quá. Trong bài hát cha cũng đã ẩn ý cái câu này nhé. Và anh hãy đi theo tôi làm anh nên tông đồ. Ông đứng dậy theo Chúa vì anh muốn. Dĩ nhiên là chính Chúa rồi. Chúa có một cái vẻ đẹp, Chúa có cái sức mạnh để mà lôi cuốn được người ta này. Nếu mà chúng ta để lòng của chúng ta gọi là để cho Chúa quyến rũ thì rồi chúng ta sẽ bị mê hoặc thôi. Mê hoặc bởi cái sự tuyệt diệu. Giống như là ông Phêrô bảo lạy thầy xin tránh xa con vì con là kẻ có tội. Đó. Thì đương nhiên thì là Chúa vẫn là cái căn nguyên cuối cùng để lôi cuốn được người ta. Nhưng mà trước khi đạt tới căn nguyên ấy thì chúng ta phải muốn chứ. Đúng không? Chúa Giêsu nói thế nào? Ai muốn theo tôi? Chứ còn cái người không muốn thì còn nói làm gì? Ai muốn theo tôi? Và Chúa Giêsu cũng nói là thầy đem lửa đến trần gian và thầy muốn cho cái lửa ấy cháy lên, thầy còn một phép rửa phải. Mà thầy cũng mong cho nó, tức là Chúa Giêsu cũng muốn để chịu chết cho trần gian này. Thế thì cái ý muốn này nó cũng quan trọng lắm, phải không? Tức là chúng ta để được nên thánh thì mình phải muốn nên thánh cơ. Chứ giờ mình không muốn nên thánh thì cũng đành Chúa cũng phải chịu thế chứ làm sao. Mình phải muốn. Vì thế cái giáo dục ý muốn là quan trọng lắm. Này, đối với các con thiếu nhi còn nhỏ, ví dụ như ở trung thu đi, đi tới nhà người ta thấy có bánh trung thu ngon, các cái gào lên đòi, đòi ăn cho bằng được. Thế bố mẹ, cho nó ăn đi, thôi nó khóc. Tức là chiều theo ý muốn. Cái ý muốn là cái dục vọng lớn, rất là lớn. Đấy. Thế thì để ông Matthew đứng lên đi theo Chúa thì cái lý do đó là ông muốn. Ông muốn, một khi đã muốn rồi thì người ta bất chấp người ta. Nếu một khi đã muốn đi lễ, nhiều khi bảo bây giờ chân con đau quá con không có đi lễ được, đấy chẳng qua là mình chưa muốn thôi. Chứ còn đã muốn rồi thì cỡ nào chúng ta cũng đi được. Đấy là câu hỏi thứ hai ha. Đấy, lý do mà ông Matthew có thể đứng dậy đi theo Đức Giêsu là vì ông muốn. Ông muốn theo Chúa. Có thể là trước đây ông chưa muốn, nhưng mà suy đi gẫm lại một lúc ở đó ông cảm thấy là bây giờ tôi muốn theo Chúa. Mà đã muốn rồi thì ông ta sẽ đi. Rồi cái câu hỏi tiếp theo nữa là ý thứ ba. Làm thế nào để mình muốn theo Chúa đây? Câu này dễ hay khó thầy Huy? Câu này dễ hay khó? Thưa cha là khó. À khó thì hỏi thầy Quang. Làm thế nào để mà mình muốn theo Chúa đây này? Để mà giáo dục cái ước muốn chúng ta muốn theo Chúa này. Đó. Thưa cha là để mà có thể thêm cái lòng muốn theo Chúa thì mình phải biết người ấy nhiều, tìm hiểu về người ấy nhiều. À. Thì cái biết nhiều thì mới muốn nhiều. Đúng rồi. À, thầy Quang thầy nói rằng là để mình muốn theo Chúa đấy thì mình phải hiểu biết Chúa, mình thấy Chúa đẹp quá, mình thấy Chúa tốt quá thì mình theo Chúa. Cái điều này là rất là chính xác. Thế nhưng mà một cái đứa nó khô khan nguội lạnh để mà bảo nó mày học về Chúa đi, học Chúa đi để mà mày yêu Chúa, học Chúa yêu Chúa thì còn lâu.
nó không chịu học đâu. Nó không chịu học. Còn đối với tất cả chúng ta, mình cũng hơi yêu Chúa rồi, thì mình mua Kinh Thánh về, mình đọc Kinh Thánh, mình học hỏi lời Chúa nhiều vào, để mình yêu Chúa mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Người ta gọi là vô tri bất mộ mà, không có hiểu thì không thể yêu được. Thì đấy là những người mình cũng đã hơi gọi là yếu yêu rồi. Chứ còn mà bây giờ một cái người mà nó không ra làm sao cả, bảo học giáo lý đi để mà yêu Chúa, học Kinh Thánh đi để mà yêu Chúa, thì nó cũng hơi khó. Và trong bài tin mừng này thì Chúa đã cho chúng ta thấy, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Đôi khi nó phải vào một cái hoàn cảnh tận cùng mạng số, lúc đấy chẳng còn là cuối đường rồi đấy. Sáng hôm nay có một con, cái cô bé, cô ấy nói mà, cha ơi, cái lý do mà con đi theo Chúa, theo Đức Mẹ đó, nó cũng là cùng đường này. Con đi vượt biên năm 89 mà cha phải biết ông lênh đênh giữa biển cả gần tuần lễ, lúc này là đã có người chết đói rồi, thì con biết chắc là mình chết rồi. Thế thì có một đứa có đạo, nó bảo rằng là mày khấn Đức Mẹ đi, mày không có đạo mà mày khấn Đức Mẹ là Đức Mẹ linh lắm, Đức Mẹ sẽ cứu. Thế là lúc đấy thì rồi cùng đường thôi, đâu còn cách nào nữa. Thế nó quỳ xuống trước ảnh Đức Mẹ rồi nó khấn một lúc thì có tàu cứu nó cứu nó đưa về Philippines đấy. Thế là cô bé trở thành người theo đạo này, truyền bá ảnh Đức Mẹ này. Có cái ảnh này này, cái ảnh này là Đức Mẹ chữa lành nha. Cha xứ đeo cái ảnh này luôn là bảo đảm là không có bị ma quỷ. Đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu không học biết về Chúa thì không biết Chúa thì cũng khó yêu lắm, không có yêu được. Đấy, nhưng mà để học biết về Chúa thì nó thì cũng không phải ai cũng học hết. Đấy, và đôi khi Chúa đẩy chúng ta vào những cái hoàn cảnh. Và cuối cùng đấy, đôi khi chính cái đại dịch này đấy, sáng hôm nay thì con cũng chia sẻ một người, với cái đại dịch này mỗi ngày chết cả bao nhiêu người, người ta chết trước mắt mình mà còn không hoán cải nữa thì không biết thế nào.